Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chiếc mảnh Canon M3. Đây là cái chiếc mảnh đã qua sử dụng và cái chiếc mảnh này là cái chiếc mảnh màu trắng các bạn nhé. Tuy nhiên chủ cũ người ta đã dán skin màu đen, nó có pha màu đen trắng y chung, giá khá là đặc biệt. Các bạn hoàn toàn có thể bóc cái skin này ra nếu trong trường hợp các bạn thích cái màu nguyên bản của nó. Và cái chiếc mảnh này mình xem sơ qua thì nó không hề có vết cấn móp ở các góc. Ống kính đi theo máy là một cái ống kính 1545 STM IS có chống rung. Ống kính này thì hoàn toàn có thể tháo rời ra được. Và đây là cái ống kính kit khá là tiêu chuẩn của Canon. Các bạn có thể bắt gặp ở trên cái chiếc máy ảnh như Canon M50 hoặc là M6 Mark II hoặc là M10 vân vân. Và cái cảm biến của cái Canon M3 là một cái cảm biến 24 megapixel này. Cái cảm biến này thì nó giống như cái cảm biến của Canon 750D. Nếu các bạn nào đang quyết định mua Canon 750D mà kinh phí nó eo hẹp hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc cái chiếc Canon M3 này với một cái mức giá nó khá là dễ chịu. Canon M3 thì mình đã giới thiệu cho các bạn khá là nhiều những video, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo lại những video đấy, hoặc chúng ta có thể lên Google chúng ta gõ về cái Canon M3, có khá là nhiều những cái bài về review như bài đánh giá chi tiết về cái Canon M3 này. Còn về thông số kỹ thuật thì mình nói sơ qua một chút là nó sử dụng một cái cảm biến 24 megapixel, cái số crop là 1.6 đấy. Và cái chiếc mảnh này có cả wifi và NFC này. Chiếc mảnh này có một cái màn hình lật xoay 180 độ này, sẽ giúp cho bạn chụp selfie khá là tốt. Và nó có một cái màn hình cảm ứng, màn hình này là 3.3 inch. Chiếc mảnh này cũng có một cái cổng mic 3.5 nữa. Nếu trong trường hợp các bạn quay phim cần một cái chất lượng âm thanh tốt thì chúng ta có thể mua thêm một cái mic rời để chúng ta gắn cho chất lượng âm thanh nó sẽ cải thiện hơn. Mặc dù là một cái chiếc mảnh khá là rẻ, ở mức giá là hơn 6 triệu một chút thôi, tuy nhiên thì nó cũng xét khá là nhiều những cái phím chức năng ra ngoài, sẽ giúp cho bạn có thể làm quen với cái máy ảnh này khá là tiện lợi. Các chế độ chỉnh tay như AFPM nó đều có ở trên này. Canon M3 thì có một cái lợi thế, đó là chúng ta chỉ cần mua thêm một cái ngàm chuyển tầm khoảng độ 500-600 nghìn là chúng ta có thể sử dụng được tất cả những cái ống kính dòng EF của Canon DSLR, ví dụ như là 50STM hoặc là 55-250. Đây là những cái ống kính cơ bản mà các bạn có thể mua với mức giá nó rơi tầm khoảng hơn 2 triệu một chút trên thị trường thôi. Trên đây là những cái mà mình nói sơ qua một chút về cái chiếc mảnh Canon M3. Thực sự là cái chiếc mảnh này mình đã nói khá nhiều những video rồi thì các bạn có thể xem lại. Chứ còn trong đây thì chủ yếu là mình nói là như vậy. Còn phụ kiện của nó sẽ bao gồm là máy, pin, sạc thẻ, dây đeo và túi đựng. Pin thì là bên mình sẽ tặng cho bạn thêm một quả pin nữa. Tổng các bạn sẽ có 2 quả pin. Và chiếc mảnh này bên mình sẽ bảo hành phần cứng là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu một sản phẩm có lỗi, bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn. Giá của nó thì mình xin nhắc lại nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 triệu 2 nhé. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào cái trang web là dmark98.com vào cái mục máy cũ nhé. Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái mảnh cũ trong cái trường hợp là cái chiếc M3 này đã bán rồi. Hãy nhớ đăng ký kênh của mình để thường xuyên xem những video mới nhất khi mình trên tay những chiếc mảnh cũ khác. Xin cảm ơn các bạn.